năm bệnh viện ma ám đáng sợ nhất trong lịch sử. Những câu chuyện xoay quanh năm bệnh viện này khiến cho nhiều người phải thốt lên kinh hãi. 1. Tầng hầm của Bệnh viện Tôn Tân. Bệnh viện Tôn Tân ở Massachusetts, Hoa Kỳ được xây dựng vào năm 1854. Ban đầu nó được xem như là một bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, một trong những bệnh nhân khét tiếng nhất trong lịch sử bệnh viện này là một phụ nữ tên là Jane Topham. Cô là một kẻ giết người hàng loạt gây ra cái chết đẫm máu của hơn 31 người vào năm 1901. Kết quả đánh giá tâm thần cho thấy cô có dấu hiệu không bình thường về tâm lý nên đã ở cả đời trong bệnh viện mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, dưới tầng hầm của bệnh viện này là nơi các bác sĩ và y tá thực hiện những nghi lễ cúng tế. Nghi thứ này kéo dài trong một thời gian rất lâu, rất hiếm có người dám bước chân xuống khu vực bên dưới bệnh viện. 2. Bệnh viện Royal Hope. Bệnh viện này ở St. Augustine, Florida, Hoa Kỳ. Trước đây là bệnh viện quân đội từ năm 1784-1821, sau đó được xây dựng lại. Điều đáng nói là khu vực này được xây dựng ngay trên nghĩa địa, bởi vì nó được xây dựng trên nghĩa địa nên được coi là một trong những nơi bị nguyền rủa nhất ở Florida. Người ta nói rằng đã có nhiều người thấy những hiện tượng kỳ lạ như thiết bị và giường bệnh di chuyển không ngừng trong đêm. 3. Bệnh viện Nóc Tầng Hôn. Nóc Tầng Hôn nằm ở Lincoln Lee, Anh. Ban đầu nơi này chỉ là một biệt thự thông thường nhưng sau đó được sử dụng để làm bệnh viện quân đội trong Thế chiến thứ hai. Điều kỳ lạ nhất trong bệnh viện này là người ta thường nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Con ma này thường xuất hiện trong một căn phòng nhất định. Khi các bệnh nhân khác đang ngủ thì người ta thấy bóng dáng một cô gái đứng khóc trên giường. Theo một giả thuyết, hồn ma này được cho là hầu gái bị chủ nhà giết hại khi Nóc Tầng Hôn vẫn còn đang được sử dụng làm nơi ở. 4. Bệnh viện Tâm Thần Aten. Bệnh viện này ở Ohio, Hoa Kỳ, được xây dựng vào năm 1874, số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều nên việc chăm sóc còn khá bất cập. Cũng tại bệnh viện này, một vụ mất tích của người phụ nữ tên là Margaret Schilling vào năm 1978. Thế nhưng vào một ngày nọ, người ta tìm thấy cô chết trong một căn phòng không sử dụng. Thật kỳ lạ, gần 40 năm sau khi sự việc xảy ra, người ta vẫn nhìn thấy vết bẩn trong tư thế của người phụ nữ này vẫn còn như mới. 5. The Sanverim Hill, nơi này ở Kentucky, Hoa Kỳ, được xây dựng vào năm 1910 và trở thành nơi cách ly của bệnh nhân mắc bệnh lao. Khu điều trị này được cho là một trong những nơi bị nguyền rủa nhất ở Hoa Kỳ. Vào thời điểm The Sanverim Hill được xây dựng, không có phương pháp chữa bệnh lao hiệu quả nên rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Xác bệnh nhân được khiêng đi qua một lối đi hẹp được thiết kế riêng để không ai nhìn thấy. Người ta nói rằng lối đi này thông với nhà xác và là nơi xảy ra nhiều hiện tượng tâm linh kỳ bí không thể giải thích được.